giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải bất ngờ thừa nhận không bị hack Facebook, cộng đồng mạng lập tức phản ứng trái chiều. Những ngày qua, loạt lùm xùm liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã gây nên những tranh cãi dữ dội trong dư luận. Nhiều người không đồng tình và lên án với hành động phát ngôn thô tục trên Facebook và clip khẩu trang vừa sai cách vừa phản cảm của nam nghệ sĩ. Sau vài ngày, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là cuối cùng cũng tìm ra được thủ phạm, người được cho là hacker, đó là ai? Tối ngày 7 tháng 6, nghệ sĩ Đức Hải đã có những chia sẻ mới nhất với giới truyền thông và điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là việc anh xác nhận Facebook của anh không hề bị hacker xâm chiếm mà do cậu con nuôi nghịch dại. Không có chuyện hacker gì ở đây, cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi nên có mật khẩu Facebook. Hôm đó cháu nó nghịch dại viết lên Facebook status đó, bản thân nó cũng không lường được, hậu quả lại rùm beng lên thế. Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy tôi không liên quan gì tới việc này. Nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải nói. Tuy nhiên, những lời chia sẻ của nghệ sĩ Đức Hải vẫn không làm cho khán giả tin tưởng hoàn toàn. Nhiều người để lại bình luận. Anh là diễn hài rồi, con nuôi học giỏi văn nghệ như nghệ sĩ ấy nhở. Họ khá bức xúc khi người nổi tiếng không xác minh sự việc kỹ. Hai lời, hàng loạt những ồn ào đang diễn ra trên mạng xã hội trong thời gian gần đây càng khiến công chúng mất niềm tin hơn. Dù đã làm rõ câu chuyện, nhưng một lần nữa dòng chia sẻ đã gây nên những luồng ý kiến trái chiều và hoài nghi về những chia sẻ của anh. Trước đó, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch nơi nghệ sĩ Đức Hải đang làm việc, phía nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu vụ việc là lỗi từ phía nghệ sĩ Đức Hải. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.